ship trên toàn quốc luôn. Và ngoài ra thì anh em cũng có thể và khi anh em đặt mua thịt trâu gác bếp ở trên chim sẻ food hoặc bên của Nam Sô Kiêu thì anh em cũng có thể xét kèo nhậu với chim sẻ nắng cũng như cả team SBS ở tại ngay văn phòng SBS luôn. Và tất nhiên là toàn bộ chi phí thì sẽ chim sẻ food sẽ vâng tài trợ 100%. Ủa, chết rồi. Có Candy Kiên, bây giờ có cả Kenly Kiên ạ. Vai cả trưởng. Chào Kenly Kiên nhá. À, màn máy của thủ chim sẻ. Và không biết là có... Và góc rất sâu tới đây thủ chim sẻ. Cho em hỏi là Kenly Kiên thì nó có... Anh có phải là anh em gì với Kenly Kiên của FS bọn anh không anh? Hello anh nhá. Ồ, bài sẻ đẹp thế, bài sẻ góc khá khung. Nhưng không biết rằng là trong trận đấu này thì đồ ăn sẽ là như thế nào. Đây rồi, bằng một bãi quả phụ đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ. Tiếc là không có đồ về. Hả? Tiếc là không có đồ lùa vâng đồ gì lùa về trong trận đấu này. Nếu như có đồ lùa về thì đây chắc chắn sẽ là một bài bung nhà chính. Trận này không bung được rồi. Trận này hơi khó bung. Cái điều đầu tiên mà để có thể bung nhà chính là phải ăn hiêu, đưa hiêu về với hiêu đầu tiên đánh mẹ tàu cơ. Bởi vì đánh mẹ tàu là anh em nhiều gỗ mới bung được. Chứ còn anh em đóng gờ ăn quả rồi mà lại bung nữa thì chắc là đến mai lên đời. Sáu 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 sẽ ơi sáu chết thật chủ tịch chết thật đấy chủ tịch dạo này vâng dạo này là chủ tịch hay xem bỉ đá nhiều thành ra là hơi có tơn giật mình. Và như vậy là dường như là vẫn sẽ có tơn bung là chính tất cả game thủ chim sẻ. Bung thì nó sẽ hơi chậm thôi chứ nó vẫn bung được. Rồi, 400 gỗ. Bán quả 6 cây à? Đen thôi. Ơ, nhưng mà... Hả? Vâng, đây là máy của anh Huy. Sao nào? Rồi, thế là Nam đâu? Bán quả đây đâu? Bãi quả đấy không phải. Nó có hai con sư tử ở đây đúng không? Bãi quả này có hai sư tử. Đấy. Nhìn không giống đâu, nhìn không giống đâu nhá. Và như vậy là ở trong trận đấu này thì bàn máy của game thủ anh Huy 30 đan ăn được bãi quả rất là ấm rồi. Còn đây là máy của chim sẻ sẻ bung nhà chính. Vâng, sẻ bung hay nhà chính rồi anh em đặt thịt trâu gác bếp để ủng hộ cho chim sẻ nắng cũng như là đâu một đi mọi người ơi. Chào anh Hoàng Thu Thương nhá. Vâng, hello anh em. Bàn này thì lực quá khỏe dành cho game thủ chim sẻ luôn. 31 dân cùng nhà chính trong này thì yên tâm nhưng lên đời hơi muộn đấy anh em thấy không, với cái việc là vâng phải đóng gờ đầu để ăn quả thì bung nhà chính thế này lên đời rất muộn. Chín luôn, chín tròn luôn. Chúng ta cùng chín tròn kích 2 thì tầm 11-20 đánh chuẩn thì là 11-20 kích 3. Săn sale đậm sâu cuối năm cùng Nam Soku, giá hủy diệt tại hệ thống điện thoại chính hãng iPhone. Hàng loạt siêu phẩm hot chỉ duy nhất vào dịp Giáng sinh này. Sẵn sàng tại iPhone. iPhone 14 Pro Max chỉ còn 30.990.000 đồng. iPhone 11 Pro Max chỉ còn 11.990.000 đồng. Samsung Z Fold 4 chỉ còn 32.990.000 đồng. Samsung S22 Ultra 256GB chỉ còn 17.990.000 đồng. Anh em nhanh chân đến hai cơ sở Nguyễn Trãi và Mỹ Đình sắm cho mình chiếc điện thoại ưng ý đón Tết với mức giá siêu ưu đãi thôi nào anh em ơi.
À, như vậy là sẽ báo về kích 9 tròn kích 2, Huy báo về Huy kêu lên là chết rồi anh em ơi. Như vậy là đây là nhà 4 Hồng Anh lên đời rất sớm. Vâng, như vậy là nhà mệnh khung nhà với một bài đấu cầm Minoa 11-28. Gà không lối thoát rồi. Màn máy của Nam Sầu Kiêu 25-28. Chết thật, ông nào cũng muốn kín nhà thế này, chết dở. Chết dở nhá. Hai chủ lực ra lên được rất muộn, đều là 11 rưỡi. Mệnh cũng 11 rưỡi trận này. Vâng, thế thì cũng chưa biết như nào, anh em lên muộn như thế này thì vượt qua sóng gió ở khoảng ra đầu tiên chúng ta sẽ những người có lợi thế bởi vì rất nhiều dân. Nhưng đánh thời điểm đầu tiên làm thế nào để vượt qua thì hãy cùng chờ đợi màn máy của game thủ anh Huy. Huy gặp nhà Greg thôi. Vâng, bên phía đội bạn sẽ là Summer Greg hay Zip. Vâng, như vậy đội bạn thông tin báo về sẽ là hai chủ lực màn máy của game thủ Chim Mệnh Minoa. Vâng, tham lai ở thời điểm này thì mùa 4 lên đời rất sớm nhưng mùa 4 vẫn chưa làm hại được gì ai nhỉ? Là giúp kiếm thôi nào. 28. Vâng, một đẩy tê vào nhà của game thủ Chim Mệnh luôn và đó là Summer. Bây giờ kích qua một áo. Thế thì chắc là khi mà họ đẩy cung L đến là chuẩn bị chạy dần thôi. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi xem là ở trong trận này thì vâng, 24-28 chúng ta cùng chờ đợi xem khi mà họ đẩy quân thì Mệnh liệu rằng đỡ được không. Đang được nhận được rất nhiều đồ bơm tới từ game thủ Nam Sokyu. 3BA đã đóng bên trong rồi, đội bạn vẫn chưa đẩy quân này. Nã vẫn 29. Vâng, như vậy bơm đồ cho Chim Mệnh và Chim Mệnh báo về là bơm đồ cho Mệnh thì cứ yên tâm công tác. Vâng, thắng chặt anh em ạ. Vâng, thắng chặt luôn. Hay thế nhở. Chỉnh số phút ra chỗ trực tiếp đi MC ơi. Vâng, chỉnh rồi anh em ơi. 30-52. Lạc đà của Hồng Anh rất đông nhưng họ vẫn đang chưa có cách để công vào nhà của game thủ Chim Mệnh trong trận này. Vâng, Mệnh luôn đóng luôn cái nhà cứng ấy. Chắc bài, đúng rồi. Rồi, hợp lý. Vâng, sẻ phút 18 tham 70 với bài đấu bung nhà chính. Vâng, con máy của anh Huy tham 30 vẫn đang rất khỏe trong trận này. Vâng, con này máy của game thủ Chuyên Bệnh tham 38. Vâng, khoảng thời gian khả năng là đỡ được. Đội bạn ốp quân quá muộn. Vâng, không hiểu các game thủ bên phía team Thái Bình làm cái gì ở trong trận đấu này mà họ lại ốp quân muộn đến như thế. Vâng, thông tin báo về tới từ anh em đó là màu 3 thì cũng muốn lao vào thịt Mệnh luôn. Vâng, Mệnh chạy dần rất xa đi rồi. Không ai làm gì Mệnh này. Đội bạn đang đánh theo kiểu gọi là lấy tĩnh chế động mà. Vâng, đây là máy của game thủ anh Huy tham 34-36. Vâng, như vậy thông tin báo về là hai game thủ 44 dân tham mình đi. Đội bạn làm cái gì trong trận này nhỉ? Tôi thực sự là không hiểu. 46 dân, 45 dân tham mình đi. Họ công
Vâng, không hiểu được Kamachi công ai. Kamachi 1-1 cầm vâng đẩy mỗi con cung tê lên nhà Mạnh thôi. Sau đấy thì cũng không bắn vào nhà của Nazuki, cũng chẳng bắn vào nhà của Trương Mạnh. Và Mạnh đã khỏe ra như vâng đã khỏe ra gần gần như một cái loa rồi. Còn chim sẻ thì vung hai nhà chính cũng chẳng ai động vào. Vâng, để xem con đội 4 họ như thế nào mà họ lại con đội 4 họ cả hai Zip và Suma á, con đội 4 họ khỏe. Hay phải chăng là họ đánh định ý đồ đánh đội 4 nhỉ? Quân đội 4 họ khỏe hơn mình. Thế thì vâng, Grick lại còn đánh châu Y ạ. Vấn đề đặt ra ở đây là nếu như mà họ chủ động đánh đội 4 thì chúng ta sẽ là những người phải đi ốp. Vâng, Huy đang rất đông quân. Đi ốp thôi. Hai đồng thế. Vâng, 129 chứ 136. Phải nâng cấp đạp đôi luôn. Vâng, thế trận thì chưa biết thế nào một lần. Bởi vì đánh lâu dài đội bạn sẽ đội 4 sẽ khỏe hơn chúng ta. Và đội bạn thực ra này, chúng ta cũng mặc dù là đội bạn không công nhưng mà đội bạn cũng không mất gì. Vâng, 96 tầm này thì Mạnh sẽ phải đẩy quân lên chân lực rồi. Mạnh sẽ phải gây áp lực liên tục đến góc 12 giờ. Vâng, để xem Mạnh đẩy quân nào. Và như vậy là Sumerian đã lên 4 xong. Và Sumerian lên 4 xong nhưng Sẻ cũng đã lên 4 xong rồi. Và Sẻ sẽ chuẩn bị có đạp thôi. Và Grick thì vẫn đang sống. Phải nói rằng đây là một trận đấu mà con vâng, đây là một trận đấu mà con Grick của Tịnh Văn sống rất dài em ạ. Khiếp thật, như dàn. Vâng, dã man. 111, lạc đà Pamidan đảo vẫn đang rất điên cuồng. Cùng rồi Egypt đang sang đây. Vâng, 111. Tiếp tục đẩy quân lên nào. Vâng, xong đạp đôi tới từ gần xong đạp đôi tới game thủ chim sẻ rồi. Và đợi một chút nữa thì vâng, đạp đôi của game thủ chim sẻ nắng sẽ kết hợp quân cùng với những người đồng đội của mình. Nhưng mà cần phải thật nhanh. Vâng, có lửa rồi. Vâng, như vậy là Truy Mạnh bảo Huy là đấu. Vâng, chơi nốt đi ạ. À. Còn mỗi tí đồ. Vâng, còn mỗi tí đồ chơi bây giờ là còn chơi nốt đi thế này. Vâng, bắt chơi nốt thế này nữa thì tí nữa lấy gì mà chơi. còn mỗi viên cuối cùng. Thôi được rồi, quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Vâng, nói vui thế thôi chứ thực ra thế này là một thế chúng ta cũng chưa tươi hơn đâu. Tôi nghĩ là chưa tươi hơn một tí nào cả. Bởi vì mẫu 3 đã lên 4 xong rồi. Và tôi luôn nhấn mạnh với anh em rằng là mặc dù mình không mất gì nhưng đội bạn cũng thế. Tức là những cái chủ lực của phía đội bạn không mất gì. Và thế trận đánh lâu dài đời 4 thì đội bạn sẽ mạnh hơn chúng ta. Đội bạn có 2 Egypt và 1 Sumerian. Thậm chí là con Grick đánh Y thần nó cũng là một đơn vị quân rất mạnh ở đời 4. Sẽ rất là đẩy thật nhanh. Ở thời điểm này mới đang là sọc đơn thôi. Tới từ cái thủ cầm Egypt chúng ta sẽ cần phải có tạo lợi thế lớn. Tạo lợi thế nhanh nào. Vâng, và như vậy là Hồng Anh quyết rồi. Rồi, tỷ số vâng, tỷ số là 3-2 chúng ta ở kèo đấu này và hãy cùng đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, 3-2 dành cho các game thủ của phía FPS và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 6 thôi.
Vâng, 3-2 rồi. Và hãy cùng đến với trận đấu tiếp theo sẽ được diễn ra ngay sau đây. Tỷ số là 3-2.